Hello, xin chào anh chị bạn quay trở lại Phúc Việt ô tô cũ nha. Trong buổi sáng hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh chị bạn những mẫu xe giá rẻ, ô tô giá rẻ để mua về tập lái đi gia đình rất hợp lý luôn. Thì bên em thì chuyên mua bán trao đổi những mẫu ô tô đã qua sử dụng. Kênh YouTube cũng như TikTok, Facebook của em là Phúc Việt ô tô cũ hoặc Phúc Việt auto. Anh chị các bạn có nhu cầu thì có thể ủng hộ cho em một nút like, một nút đăng ký để tiện cập nhật và theo dõi những mẫu xe mỗi ngày nhé. Thì sáng nay thì em tiếp tục giới thiệu cho anh em một mẫu xe có 48 triệu đồng cho anh em nhé. Đấy, em sẽ review một chiếc xe giá rẻ đến từ thương hiệu Trung Quốc, sản xuất 2011, động cơ 1.0 số sàn, sơn xi màu xanh mang biển Bình Dương này. Đó, 48 triệu thì nó cũng ngang ngửa với một chiếc xe máy thôi. Nhưng anh em nào mà mua đang cần tìm cái dòng xe rẻ, tài chính thấp, mua về tập lái đi gia đình thì chiếc xe này cũng là một lựa chọn rất hợp lý. Thứ nhất đó là về tài chính, cái thứ hai nó cũng tiết kiệm nhiên liệu, và em nghĩ là máy móc của chiếc này cũng rất là bền nha. Tuy là xe Trung Quốc thôi nhưng mà cũng khá là bền. Nó cũng form dáng na ná như một chiếc Spark, form dáng từ 2007 đến 2010. Đấy. Và em sẽ đi một vòng cho anh em tham quan về một chiếc xe sản xuất đến từ Trung Quốc 2011 này, xem với tầm giá 48 triệu thì anh em có nên mua hay để mình về tập lái đi gia đình hay không nhá. Thì chiếc xe này thì em cũng mới lấy về của một anh chủ ở bên Bình Dương. Xe này thì tình trạng như vậy luôn, thì em cũng không có trang bị cũng như không có làm gì thêm, và em để vậy em bán giá rẻ cho anh em luôn. Tại vì khi mình dọn lên rồi mình lên đồ chơi rồi mình làm những thứ lặt vặt trên xe thì giá thành tức sẽ nó sẽ đổi lên, và với tầm tiền giá rẻ như vậy thì cũng rất là nhiều anh chị các bạn cần tìm những cái dòng xe mà cảm thấy là giá hợp lý cũng như là máy móc chạy ok về tập lái thì em cứ để vậy em bán luôn. Anh em nào mua về thì nếu mà muốn đẹp thì có thể là đầu tư thêm tài chính để mình trang bị thêm những cái thứ lặt vặt trên xe nhé. Còn xe thì tình trạng lấy về như vậy thì nó cũng còn liền, kể cả thân vỏ cũng như nội thất, bốn lốp được thay mới, đăng kiểm dài. Đó, nó không có quá xấu cũng như không có bị móp méo hay là cấn đụng gì. Tại vì tầm tài chính mà tầm khoảng 48 triệu thì rất là khó kiếm được một chiếc xe ô tô anh em nhé. Có kiếm được thôi nhưng mà nhìn chất xe rất là nhiều chiếc nhìn rất là xấu, nó bị mục này mục kia rồi nó không bị liền, không có liền lạc. Đấy. Rồi nó hay hư này hư kia, nhưng mà chiếc này thì em đánh giá nhìn chung mà form dáng của mình nhìn bên ngoài anh chị xem. Đó, ná giống như chiếc Spark nhưng mà nó cũng rất là liền, kể cả những cái phần cửa này, phần cản trước, phần cản sau. Đó, rất là liền nhá, liền xe nhá, không có bị móp méo hay cấn đụng gì. Đây, xe này thì những cái cấn keo chỉ nên 4 cấn em nghĩ còn hết nhá, em mới xem rồi, còn hết. Đấy, 4 lốp được chủ trước lên 4 quả lốp mới luôn. Đây, 4 lốp này thì rất là dày rồi, mới thay. Lốp này đi có thể là 70-80 ngàn rồi mới thay lại nhá. Đấy, xe này thì nói chung là mua về đi gia đình rồi tập lái một thời gian bán lại bên em vạch thâu lại. Em nghĩ đi 1 năm lỗ có mười mấy triệu thôi. Đấy, không có xe này thì giá nó kịch xịt sàn rồi, không có lỗ nữa. Này, những cái tay cầm. Đấy, được mà ốp hết rồi, cửa đóng là chắc chắn nhá. Đấy. Đấy, nẹp này, nẹp chân kín này, có luôn này. Này, tay cầm cửa trước. Ở trên này có một cái thân giằng phía trên, nhìn nhá, xe nó khỏe khoắn hơn. Đó, nhìn những cái roang của nó rất liền luôn. Tầm tài chính mà có 48 triệu thôi em nhé, 48 triệu. Bốn quả lốp này thì chủ chức thay luân quân đến tổng tầm khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu này. Đấy, bốn quả lốp này, 3 triệu mấy thôi. Cái la răng này, la răng là đúc luôn nhé. Đây, la răng đa chấu đúc luôn nhé, chứ không phải là la răng sắt anh chị nhé. Đây, la răng đúc luôn này, còn đẹp nhá, sơn đẹp luôn. Đấy, phần cua lốp. Đấy, những cái phổ của xe này còn cứng cáp. Đăng kiểm, đăng kiểm đến tháng 6 2022, đăng kiểm còn rất là dài. Đấy, những cái kính của nó là kính theo xe của nó này. Đấy, nó không có bị bệ hay gì nhá. Đấy, nói chung nhìn mua xe mấy chục triệu thì mình nhìn tổng quan chiếc xe nó có bị móp méo bể hay là bị phần đồng sơn hay là máy móc, còn nếu mà liền lạc thì ok nhá, với tầm tiền này thì rất là khó kiếm. Đây, những cái choa đèn này, choa đèn còn khá bóng này, cái này mình có thể về đánh bóng lại.
Đấy. Giá này thì em bán cho anh em là mua về để mình dọn xe nhé, mình dọn thêm. Chứ còn mà nếu mà em dọn vào thì tất nhiên giá nó sẽ cao hơn, giá sẽ khác ha. Đó, cái này thì có sao em chia sẻ về cho anh chị các bạn nắm được thông tin luôn. Và đặc biệt biển Bình Dương nhé, xe này thì vẫn còn sang tên ủy quyền rồi đổi chủ bình thường. Đấy, giấy phép, giấy tờ hợp lệ, hợp có đăng kiểm, mới đăng kiểm luôn. Đó, chính vì anh em nào muốn ra tên chính chủ thì bên em cũng ra tên chính chủ luôn. Còn muốn ủy quyền thì vẫn ủy quyền được nhá. Đấy. Đây, những cái chóa đèn của nó này. Tuy xe giá rẻ nhưng mà chóa đèn thì cũng còn ok. Tầm tiền có mấy chục triệu. Thì rất kiếm, rất là ít kiếm những chiếc xe đẹp. Rất là ít nhá. Đây, những tay cầm. Tay cầm của nó này. Đây, những cái phần... nẹp chân kín này. Đấy, còn hết nha. Về nội thất bên trong thì cũng được bọc lại một bộ ghế da rồi. Đấy, bọc lại một bộ ghế da rồi. Cái này là miếng trong nóng này, chủ chiếc đã sử dụng. Đấy, còn những cái đồ lặt vặt trên xe thì bên em lấy về cũng chưa có kịp dọn hay là hút bụi gì. Đấy, để vậy em quay video cho anh em luôn. Tại vì dòng xe có cỏ tập lái này thì có sao em quay vậy. Đấy, không có phải... trang bị nhiều thứ lên thì đâm ra giá thành nó đổi lên thì rất là khó bán. Đây những cái phần keo chỉ cánh cửa này. Đấy, tuy đời sâu mà giá rẻ vẫn còn keo chỉ zin. Đấy. Rất là hiếm nha. Những phần tub ly của nó này, đấy tub ly đẹp nhá. Tub ly này. Đây. Phần là tôi cắn kéo chỉ này. Rất là liền. Cái xe này em chưa dọn luôn nhá. Với tầm tiền thì để cho anh em là mua về đi tập lái. Những cái kính này thì vẫn hoạt động bình thường, em test thử rồi. Đấy. Đây, nội thất từ ngoài nhìn vào trong này. Ghế còn đẹp, ghế bọc da, cái này chỉ có cần lấy tẩy qua thì nó sẽ sạch, sẽ bóng hơn. Lâu ngày thì nó sẽ bị xuống màu nhưng mà nó không bị nhăn nheo. Cũng như bị rớt nhá. Phần trần phía trên này. Phần trần phía trên này. Đó. Trần này. Trần thì bọc ni lông chống dơ chống chày rồi, nó không có bị dơ nhá. Thực ra em cũng đi mua nhiều chiếc xe tầm tiền rẻ rồi, tầm mấy chục triệu thì cái trần này, thứ nhất trần này, nội thất này, những cái phần nhựa này, đấy xung quanh này, nó không có được đẹp như xe này đâu anh em nhá. Xe này thì em nghĩ là mua về mà không cần dọn gì mà em quay video cho anh chị các bạn vậy là ok, quá ok rồi. Đây những cái phần nhựa của nó này, phần túp ly này. Đó, nhựa còn đẹp. Em sẽ đi vào trong này em sẽ quay chi tiết hơn. Đây phần nhựa này. Đấy keo chỉ này. Đấy keo chỉ còn zin. Còn keo chỉ nhá. Đó, phần tuy là xe này thì giá rẻ thì anh em là em thì không thường là những cái chỗ khác bán và những nó không có về quay về hình keo chỉ hay như nào, tại vì giá là đó là xe tập lái rồi, nó tất nhiên là qua sử dụng thì nó có va quẹt những cái chỗ này, nhưng mà chiếc xe này em quay kỹ cho anh em xem nhé, keo chỉ cũng đang còn này. Đó, tuy xe giá rẻ có mấy chục triệu thôi nhưng mà vẫn ok, chạy được, máy 1.0 tiết kiệm nhiên liệu. Đây, những cái rang này. Đấy, rang này, rang có chỗ rất chỗ này thôi, còn những cái rang bên kia với rang trước còn nguyên. Đó, em sẽ quay chi tiết cho anh em luôn. Đó, xem được video thì có thể đặt cọc cho em giữ xe lại. Đó, em sẽ ship xe, có cho ship xe tận nơi tận nhà cho anh em luôn. Này phần sau này, xe này cũng rất phù hợp cho anh chị các bạn mình hai ghế này, mình có thể gập xuống này, mình chở hàng hai ghế đầu, mình chở hàng rồi chở hàng mỹ phẩm, chở áo quần hay là chở thuốc tây đồ này kia đi trong nội thành nội cũng rất ok. Đó. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Cửa nào đóng chắc chắn, nó liền. Đây, phần tub ly cánh cửa trước. Những nút bấm này hoạt động bình thường. Nói chung là mọi chức năng trên xe cơ bản thì vẫn hoạt động bình thường trơn tru. Không có bị gì. Đây, những cái rang em quay này. Đây, những cái đường rang của nó thì bốn cánh còn nguyên. Có cái miếng cánh phụ về bên kia thì nó bị rách mình miếng xíu xíu thôi. Không, cái nó khắc phục được, không vấn đề gì. Đây, anh chị nhá. Máy lần vẫn hoạt động bình thường. Có nghe nhạc CD. Đây, cụ số này. Đấy. Vô lăng này. Đây vô lăng này. Đấy, xe này thì
phù hợp, rất là phù hợp cho anh em nào tầm tài chính thấp. Tại vì trong thời gian vừa rồi có rất là nhiều anh chị bạn hỏi em có xe mấy chục triệu hay không, thì nói thực sự là có, nhưng mà rất là khó kiếm được một chiếc xe mà liền lạc đẹp để giới thiệu đến cho anh chị các bạn. Tại vì có mấy chục triệu thì mua xe rất là khó, nó thật sự rất là khó, mà mua được thì những chiếc xe rất là xấu, nó không còn gì hết, có thể về mình dọn rất là nhiều để mà đẹp lên được. Nhưng chiếc xe như vậy thì em còn quay tình trạng xe mới lấy về cho anh chị bạn tham khảo luôn, và bán một giá cho anh em mua về để mình dọn mình đi. Đây, đăng kiểm đến tháng 6 2022 nhé, đăng kiểm dài dọn đi, chứ em cũng giá rồi, giá chốt rồi, cũng không còn có bớt hay gì thêm anh chị nhá. Anh em nào nhắm đủ khả năng tài chính đúng chân thì mới có thể tới tận nơi trực tiếp xem xe hoặc cọc để giữ xe. Đấy, xe thì giấy tờ vận ủy quyền rút hồ sơ bình thường, ra tên chính chủ bình thường. Đấy, bốn lốp mới, cái phần gầm này, đây gầm bệ này, đấy gầm bệ chắc chắn nha, tuy giá rẻ nhưng mà vẫn còn chất lượng. Đấy, giá rẻ vẫn còn chất lượng nha, chứ không phải là quá nát quá xấu mua về đi không được. Đấy, em sẽ đi thì coi máy móc của chiếc xe này. Đấy, hoạt động vẫn ngon trơn tru, những nút điều khiển gương kính này vẫn luôn xuống lên xuống hoạt động, những cơ bản này vẫn hoạt động bình thường. Đăng kiểm dài. Đấy, cái này là đèn đó anh em nhé. Đấy, đèn vẫn lên hoạt động bình thường, cái là những cái số của nó này. Đấy, máy lạnh thì ra rất là mát nhá. Đấy, máy lạnh rất là mát nhá. Vô lăng này. Đấy, màu của nó là màu kem. Rồi em sẽ đi một vòng cho anh em coi máy móc của chiếc này. Đấy, con số vào cũng khá nhẹ. Đấy, chạy ngon lành cân đào, rất mát mẻ luôn nhá. Ngồi trong này bật máy lạnh lên, máy lạnh hoạt động bình thường. Xe có mấy chục triệu bạc, quá ok cho anh em mua về tập lái đi gia đình. Một thời gian không thích nữa thì có thể alo cho bên em thu lại. Đi một năm thì em lại nghỉ lên quân lộ tầm khoảng mười mấy triệu thôi. Đấy, em mua về tập lái đã đời. Chiếc này em nghĩ đi ngon hơn chiếc xe bắc. Nếu mà cùng đời 2008, 2009 mà xe bắc thì nó sẽ mắc tiền hơn anh em nha. Xe bắc thì gần 100 lận. Em nghĩ những chiếc 2010, 2011 như vậy xe bắc thì tầm hơn 100. Nhưng mà em đánh giá chung là chiếc này chạy kia nó còn ngon hơn chiếc xe bắc. Đấy, cùng đời, giá rẻ. Vô lăng rất nhẹ luôn. Tuy phần gầm bệ này kia thì nó cũng còn khá chắc chắn. Đấy, số da rồi, nhẹ rất nhẹ làng. Đó. Đấy, em đi em quay một tay em đang bẻ lái nhá. Cua lại. Về tới về lui vẫn ngọt lên. Đấy, ngon lại cần đào nha. Về cho anh em xem khuôn số chạy tới chạy lui như thế nào, được thì chốt alo cho em theo số hotline 0969711441 gặp em Việt, tới tận nơi trực tiếp để xem xe, test xe thoải mái luôn. Đấy, xe có mấy chục triệu đồng, rất là rẻ cho anh chị các bạn. Và xem video cũng đừng quên nhớ ủng hộ cho em nhé, bấm vào nút đăng ký, nút like, nút chuông để tìm cập nhật và theo dõi những mẫu xe mỗi ngày. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.